hai là nó cứng hơn rồi. Đúng rồi. Nè mình nay anh lại không có làm video đâu, nhưng mà tại vì nay anh tốn tiền nhiều quá nên mình làm cho anh cái video. Em một số bạn nào có thắc mắc nha. Đây là chiếc xe SH Việt Nam 150 Việt Nam nha. Thì anh khách vừa mới về trên hãng, làm trên hãng là một bộ nồi Ý, là lên chuông Ý nè, chén bi Ý, chỉ có cánh quạt này thì hàng Ý không có, nên là xài lại cái cánh quạt của Việt Nam nha. Đó, thì đây anh nói là bao nhiêu tiền là cái là ý là không có cánh quạt đúng không, không có tiền đúng không? 8 triệu, là 8 triệu, nghĩa là thay bộ bố nè, bộ bố nha, một bộ bố, một cái chén, một cái chuông bu đi luôn hả? Không có à, có này FCC Việt Nam mà coi. Rồi chụp dây cu ro đúng không? Đúng rồi. Rồi vậy là chi phí tính ra có mấy món nào ta? 8 triệu mấy á, 8 triệu 2. Rồi đó, chi phí là hơn 8 triệu, nhưng mà giờ đi hai người qua mặt xe tải là giống như là phải hãy dặn nó không có đi nổi luôn anh em. Nên là mình lưu ý cho anh em nào mà nói là xe Việt Nam mà lên nội Ý á, mà chạy mạnh bốc á, là anh em lên chỗ gì mình không biết, nhưng mà đây toàn bộ xe này là nè, đây là bộ bố Ý nè. Anh lên bộ bố Ý là chung là bộ bố thôi, chỉ có bộ bố nè. Chén là hai món, bi Ý kìa, bi anh thay là bi 15-16 gram rồi, và ba món, chuông là 4, này là 5, kẹp là 6, chứ dư ro nữa là 7 món, là anh thay trên hẹn trên hết nha, hết nó là lên mạnh bốc im gì đó, nhưng mà sau khi lên xong là đi hai đi không nổi nữa. Thì bây giờ thay bi nè, bi thắc Ý nè, rồi bi này 12 gram, gắn cái xe mà nó gào nó la gì lắm anh ơi, nó bi 600 ngàn. Cái này tính riêng, cái cục này tính riêng đúng rồi anh. Nắp chụp riêng, kẹp riêng mà chuông Ý luôn nè. Anh em là chung ý nhìn cái giống chung Thái Việt Nam mình không? Chứ là giờ không lấy chung Thái cho anh xem, chứ mới giờ cho anh xem cái bộ bố Việt Nam rồi, mới trang vậy thôi. Đó. Cho đi giờ nè, anh mình mới canh lò xo, gắn này vô đi. Rồi. Mình sẽ bỏ cái chén Ý này ra một bên nha, tại vì cái chén Ý mà đi cái ngoài Việt Nam thì thấy nó sai sai vậy đó anh em. Nhưng mà cái nè anh xé cái này đi, cái chén của Việt Nam thôi. Cho anh mượn luôn đó, thử luôn. Đó, không gì hết, về nhà nữa vậy đó, im xong rồi về nhà lấy cái chén ở nhà gắn vô. Chỉ vậy thôi. Giờ còn ra phải lấy cái chụp nữa. Ủa, cái này chứ không phải cái này hả? Không, cánh quạt cũng là Việt Nam à. Mình lên là trả cái nồi Việt Nam bây giờ. Cái nè, cái nồi Ý nó nhỏ hơn cái nồi Việt Nam, thấy chưa? Nè, cái chén nó nhỏ hơn. Đúng rồi. Nó nhỏ hơn. Đó, thấy chưa? Đúng rồi. Đúng rồi, đúng không? Tự nhiên đi cái... Nhỏ hơn là nó yếu hơn à? Nó chỉ hợp cho SH Ý thôi. Còn mình thả đi là đúng cái bộ của nó đi. Còn á, anh em nè, xe SH Việt Nam, anh em muốn mạnh bốc thì mà zin của nó là bi 18 gram, lò xo ba càng 8 kg, thì anh em có thể lên vào lò xo Thái 10 kg và hạ bộ bi xuống 16 gram, thì xe anh em dặn nó tăng tốc nhanh hơn, nhưng mà nó sẽ hơi ồn nhẹ xíu thôi, chứ còn đi vẫn bình thường. Chứ còn anh em mà muốn im hơn nữa thì chắc không thể nha, tại vì bi 18 gram rồi, lò xo 8 kg rồi thì bố bắt sớm rồi đó, nên thì mỗi người mỗi ý. Nhưng cái xe này là mình canh để cho anh ảnh đi hai người vượt mặt xe tải, dặn là giọt chứ không có dặn mà gớt lại ngoài trời, chứ phải dặn mà người sao cụ ha, hãy lên nè. Hãy lên rồi giờ thì lấy cái chụp nữa, xíu cái chụp rồi rồi nha anh em. Nó nãy vừa mới về có chiếc xe đây nè, tháo mượn cái chụp chén bi á của kia thầy Trung xài cho SH, rồi giờ lắp vô đi. Bây giờ xài con dê thất ý nó kìa, mới ghê chứ. Dê SH Việt Nam nhà còn không? Còn. Rồi về lắp con dây SH Việt Nam vô luôn nha. Ủa, lắp dây luôn hả? Đâu, đúng rồi, lắp dây vô luôn. Nó. Rồi, nó gắn cái nồi sau vô đi. Nhưng mình làm mình chia sẻ lên cho anh em mà đang đi SH đó mà cái phần dân hỏi mình là anh ơi Việt Nam mà gắn nồi Ý được không gì đó, thì đây. Đó, full bộ trên Ý và hãng lắp luôn. Đó. Tốn mấy triệu quá chứ không phải ít đâu. 8 triệu. Lấy cái chụp bự em, cái bự chứ nè. Hộp thuốc rồi nè, ừ chụp xuống dưới cổ rồi mở ra rồi nó nổ máy lên cái đi anh trai ơi. Rồi anh thử lại xíu đi, vì dặn hai người thôi nó có móc hơn không. Xài con dây Ý hết triệu, dây Việt Nam có mấy trăm ngàn đâu. Ha, nó cái gì vô thêm ra à? Cái gì đâu mà cái hết là ngày. Tắt máy đi. Rồi đó. Hồi nãy nó im quá đúng không? Quá im luôn, nghe xe nó dặn im gu. Chứ bởi vậy nó là kêu không biết kêu làm sao. Tưởng đâu nào zin mà kêu thế nào chứ còn cái xe này nó cứ làm rất là gom, tôi cũng không còn cái. Rồi gắn vô đỡ đi một lát nữa rồi ra ảnh nè, cô khác. Gắn vô ra vô luôn.
bán thử hai con, thả ba con đi. Xét nghiệm vậy thì phải đâu vậy? Con nó màu trắng mà ốp vô đi. Không quá à, nó không có như này đâu, mình cứ thử xe đi, lát còn tháo ra nữa mà. Bán thử một hai con thử chạy được. Rồi bán con giữa ốp vô được. Rồi, đó, bán con giữa vô. Rồi hai anh ra thử đi. Nhỏ rồi, một bình đi rồi cứ dặn đi. Thử chi hai thằng. Xe quay một vượt mặt xe tải của thằng Hải nít nữa. Đi bó theo nghe, đây không có công nó lắc cho bộ thằng à, theo à. Chạy theo, đi bộ theo, dắt xe về nữa. Không, dặn lên nó nghe nó hụ của xe đi nó đi đúng không? Còn cái nãy dặn cái đó nó im gu không? Vậy là nó... Đúng rồi, hồi nãy mới gì ra chạy thử xe mà dặn mà... Cái xe tải đi chậm mà dặn qua mặt không được luôn mà. Sao anh trai? Giống như là nó cái nó mới chạy. Đúng rồi, đúng rồi, nó phải ồn cái nó mới chạy rồi. Còn hồi nãy nó im gu luôn. Mặc dù là để nguyên bộ pin 16 âm trong xe luôn á. Đó. Đi hai người anh muốn vượt mặt xe tải là nó phải ăn dặn cái nó phải nó qua. Còn nếu mà dặn em gu là như cũ rồi đó. Nó giống như cái nồi cũ của nó, nồi zin đó. Nồi zin này nó không gì đâu. Nồi zin là nó 18 gram, pin nó nặng hơn. Nó so nhẹ hơn nó không ồn được gì đâu. Mẹ nồi của Việt Nam rồi đó. Đây nồi Việt Nam, bằng Việt Nam là pin 18 gram mà. Đúng rồi, này nó ồn hơn cái zin xíu luôn. Đó, ồn hơn cái zin xíu, nhưng mà đi hai người vượt mặt thì nó sẽ mượt hơn. Đó đi thử đi. Đây lên hai người không đi dặn coi làm sao cái thử. Cứ thử kỹ xe đi không sao đâu. Cái nào canh cho. Chứ còn mà nó im gu là nó không mạnh được đâu. Giống gì nãy đâu, im gu là nó đi nó yếu lắm. Còn thả bi này vô thì nó sẽ nhẹ quá thì nó sẽ rất là gào. Cái gì? À chừng chốn lủi luôn rồi chứ. Nó mình dặn nó phải ổn, nó phải thoát xe được. Thấy không? Nó ép nồi được. Nó. Bây giờ dặn là nó lên. Nó hơi è nhưng mà nó lên, còn cái cua mình hồi nãy á nó không có è. Mà nhưng mà thả cái này vô thì nó gạo lắm. Đúng không? Vậy là không xài này được. Thì muốn nó gạo thì xài thôi chứ thằng này giờ mình đã thằng này mà thằng đó với là so nhẹ này mà nó còn gạo nữa thì gắn với cái gì nữa vậy? Là so này là so nhẹ nhất rồi. 8 kg. Hết rồi. Giờ anh gắn cái này vô hay sao mà nó chạy nổi. Cái lỗ nó thì nó nhẹ hơn, nó có 12 gram thôi. Còn thằng kia thằng nãy là 10 nó 15 gram rưỡi 16 gram. Còn thằng zin của xe này là zin Ý, zin Việt Nam á là nó 18 gram. Còn đời mới bây giờ nó còn 19 gram nữa kìa, nó còn nặng hơn xíu nữa đó. Đó bởi vậy là mình đi mình phải cân đối, nó đừng có quá im. Nó dặn nó phải hơi ồ xíu. Sao rồi anh nè, chạy dặn thấy xe nó lên 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 chưa? Nó ồ hơn à? Hả? Thì đúng rồi, nó phải hơi ồn một tiếng. Còn mà muốn y con chó quá về có thể thử thả lại bui 18 gram của nó. Nó thả lại bui ở nhà còn đủ đồ mà, cứ gì nó hai bộ luôn. Thì nó hai bộ luôn cứ về chứ. À, mới một cái xe một mới. Đó, thì đó bởi vậy đó, về nè. Bây giờ nè, cái lò xo đó bây giờ hiện tại là giữ là đi lên là dặn là nó bốc rồi đó. Giờ đủ đi rồi đó, không cần phải lên nặng nữa. Mình cứ để nguyên vậy đi. Xong về nhà nếu mà mình muốn nó bớt gào á đúng không, mình thay cho nó cái bộ bi thử gắn lấy bộ bi nhà bi zin á gắn vô lại thử là ok nó chỉ vậy thôi. Còn lò xo sao để nguyên, mình mà hạ nữa thì nó yếu nó ì giống như chen như ban đầu thôi, nó đâu có ngon nữa đó. Mà dặn cái này thấy nó đã hơn cái bộ mà 7-8 triệu này không, nó bốc hơn đúng không. Rồi tài ơi đâu rồi, quay ra cái gắn chén bi đi anh chơi gì đỡ đi nó, còn lò xo để nguyên cho đó đi. Cái kia tại nó chắc phải đem lại anh. Rồi nếu muốn canh thì mang qua hết quay luôn, em canh cho cứ canh giờ nào mà vậy ok thôi đó. Chứ đây mấy anh kia nặng ký dữ mà anh hai người kia còn 200 mấy ký mà còn canh được mà lớn vậy mà sáng phải hãy đúng rồi đi hai người mà hãy hai người không phải nặng ký đấy nghe mà còn hãy nữa rồi nặng ký sao mà qua được, thằng thì có 20 mấy ký thằng 30 mấy ký. Rồi đúng rồi là dạ em cảm nhận lại cái nữa rồi ok hết, được hết ồ không chỉ cho có nghe hết ồ độ cái bô cái bô cái tiếng bô nó ăn tiếng nồi nó không có ồ mà nó rống luôn nó là tiếng bô chứ nó không là tiếng nồi nữa nghe là tiếng bô không à. Không ngày qua em rồi không nghe tiếng máy luôn á, trả chén đây trả nó đây rồi trả lo đây này nó gắn cái bô bi này vô cho trong cái nè những cái chén cho anh đi đó để cho anh đem về rồi mai chiều anh đem đồ kia qua rồi mình canh là chảnh cái nồi sau đó để anh em ro này của nó hả? Ý gắn của Việt Nam chạy đâu có ngon mà con ro gì mà triệu sáu thì đúng rồi, hàng Zin Ý mà mã KGG nè 9110 thì nó mắc tiền hơn mắc luôn.
đúng rồi, hàng Ý mà thì phải Ý mà đó. À, giờ sao nè, không một bộ bố hãng và một bộ bố Ý nè, nhìn nè đó, anh em nhìn giùm mình đi. Nó nếu mà so ra thì cô bố này tính tiền như đơn giá chắc 1 triệu mấy quá, 1 triệu mấy rồi, 1 triệu rưỡi mấy chục đó, thì giờ với bộ bố 350.000 nè đó. Rồi cái nào mua được 5 bộ, cái này không nè, 1 triệu rưỡi mấy chục á đó. Đó bố Ý, còn cái bố này là cái bố Việt Nam nè, đừng có lầm là nguyên cái cụm này nha, nguyên cụm này chắc mấy triệu á, cái bu ly này không là 3 triệu mấy. À, đừng có lầm cái cục này không á, cái cục này ba cái càng không á là hết 1.6 triệu rồi, thì bằng 54 này. Ừ, nó rồi cái này 1 triệu mấy luôn nè. Đúng rồi, cái chén nó mắc tiền, đúng rồi. Cái này 1 triệu mấy luôn nè. Đó. Nguyên bộ 6 triệu mấy hả? 7 triệu mấy này, 8 triệu mấy. Em tính tiền riêng ở ngoài một mấy phần nữa, cái này nè, đâu rồi. Cái ác là cái nào? Cái ác là cái trắng vô đó rồi. Ờ, rồi. Cái đó 4.5 triệu nữa đó. Rồi đúng yên trời luôn á. Tại vì nó thay lúc đầu không có tính cái đó, anh hiểu không? À. Rồi một bộ bi này 500 mấy nữa nè. Rồi à, tính tiền mặt riêng ngoài nữa. Nói chung là lắp vô xong rồi là chạy không có dữ ý luôn. Chạy thêm á. Chạy là ý là lắp toàn bộ tốn tiền rồi, nhưng đúng mà chạy không có xe dữ ý luôn. Cho anh coi quá đơn là 7 triệu mấy rồi đó. Rồi. Thêm một triệu mấy nữa là khoảng tám. Nói chung là đi một vòng trái đất tốn một mớ tiền rồi, cuối cùng sẽ phải quay về cái nồi zin. Đó. Nói chung vậy thôi, nồi zin là mình chỉ thay đổi nhẹ là so hoặc bi, cùng lắm là bộ bố đi đó, chứ còn này lên mạng á, lên mạng bán lại mới chọn cái hội SH á, trời hội đầy trong này nè đó. Rồi về lấy xăng giữ mạnh đâu, bán lại chắc rẻ lắm, giữ đi. Bán rẻ hơn chừng 300.000 là ok rồi. 300.000 không có 300.000 đâu, chắc rẻ hơn nhiều quá chứ. Nhiều hả? Sao rẻ hơn 300.000? Đấy là một món á, hẹn cái chuông mua 1 triệu thì bán là 600-700 gì đó. Không có được vậy đâu. Bán 500 luôn hả? À, không có được vậy, nghĩ không được vậy đâu. Ê, sao anh không thay cái này vô cho em luôn? Tại vì nếu mà để, không, để em chạy, em cảm nhận lại một cái nữa coi nó khác biệt nhiều không. Rồi ok, rồi mở rồi sao rồi nha. Rồi giúp cảnh xíu luôn đi. Ôi, cái gì vậy? Rồi, alo. Đó, vậy đó. Rồi vậy nào, mình chia sẻ thêm câu chuyện với anh nữa. Thì sau khi anh làm nồi trên hãng xong vậy đó, rồi anh có đi ra ngoài, nhưng mà mình đây thì mình không có, mình chỉ nói chia sẻ với em thôi. Là anh nói sao, là anh đó là anh nói là hai lòng luôn hả? Ờ, bị cái lòng. Ờ, nó như là dặn lên mà nó ồn, như là lúc là đang gắn bi này hay gắn bi kia? Bi kia trong xe đúng không? À, bi này. À, đúng rồi. Lúc đó đang gắn bi 12 gram là dặn là nó ồn, thì anh đó là nói là thay lòng. Ờ, nó cứ làm đánh nên thay lòng là hết. Cũng may là anh nói gì làm liền là anh cũng thay rồi đó. Mà làm liền là thay á. Đó. Anh nói 2 ngày lận. Cho nên mình bà bận quá 2 ngày. Cũng may là để lâu chứ, nếu mà làm liền trong ngày, buổi sáng mà làm liền trong ngày anh dứt liền là dứt xong rồi, nó cũng y chang như vậy luôn. Vô thêm khúc nữa. Lòng nó đánh. Ở xe mới tin luôn, bao nhiêu ngàn cây rồi? 14 ngàn. Mới 14 ngàn à? Xe mày 2 mấy ngàn thay lòng chưa? Rồi đó, thì mình mới vừa lấy cái đồ này mình thử cho chiếc xe SH Việt Nam lên đuổi đó anh em. Thì nhà anh còn chén bi nhiều quá nên là mình lấy ra thử cho anh cảm nhận được là nó im hay không im. Đó, giờ ổn hết rồi đó. Giờ thì anh về anh lấy cái đồ kia qua. Còn chén này thì mình tháo cái lại đó, mình canh cảnh xong rồi đó. Anh ok, nó không chạy, nó không có bị ập nữa. Còn anh em nào mà còn thắc mắc mà là Việt Nam lên Ý á, thì nó xong clip này còn ý định lên Ý hay không thì về tùy anh em. Còn về cái phần mà xe đó anh em không, anh nói là khách có ông ta còn đòi thay cái lồng nữa kìa đó, bởi vì là rất là nhiều bệnh, nhiều người mỗi người mỗi ý, nên là anh em nào đi xe hãy cân nhắc trước khi thay toàn bộ cái nồi. Anh em thay đổi quá nhiều trong cái nồi á là sẽ mất tiền mất tật mang nha, đó là vậy thôi đó. Khi nào mà anh em mình làm ở đây nè, mình canh cho anh em chơi thử được ok mình để, không được thì mình tháo ra thôi, chứ còn cái hãng hết nữa họ thay là họ tính tiền luôn anh em, nó không được cũng gán mà chịu thôi. Rồi thì mình sẽ kết thúc video clip của mình ở đây ngày hôm nay á. Nó quay một cái clip gọi là chân thật nhất cho anh em xem là khách họ mang đến cho mình gì đó, để cho anh em xem là trước giờ mình làm nồi như thế nào, cách mình làm nó có mất quá nhiều tiền của anh em hay không, để anh em khỏi đứng lúc này trong cái họ so bị rất là nhiều nơi nha. Rồi chào tạm biệt anh em.